Kính thưa quan viên hay họ phần nội ngoại bốn bên, kính thưa quý ông bà, cô bác, bà con chòm xóm láng giềng và bạn bè thân hữu gần xa của hai bên gia đình và của cô giáo chú rể. Ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 19 tháng 7 năm 2002 là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tiến hành làm lễ thành hôn cho chú rể Minh Tùng và cô giáo Hoàng Yến tại Tư Gia theo như nghi lễ gia tiên. Bà mong con là đi lấy nhà chồng gặp nhiều may mắn vui vẻ, được ba mẹ chồng và gia đình nhà chồng thương mấy con nha, và con làm tròn của phần dâu với gia đình người ta nha. Rồi ba mong muốn vậy, ba con gái ba mà có chồng là ba vui lắm, ba mừng lắm. Thôi chúc én nha, trăm năm hạnh phúc nha. Bởi vì chị em mình vẫn chị em chứ ha. Đi chơi nha. Con cố gắng sống hạnh phúc nha, yêu thương Yến, giao Yến lại cho con. Tùng nhớ yêu thương bé Yến và chúc hai em hạnh phúc nha. Mau có em bé nha, đi chơi với Handy ha. Baby, we're made for a time like this, counting each breath so we wouldn't miss it. Don't close your eyes. Undecided in all our trouble, say goodbye where you know I'd follow. Don't close your eyes. So.
kính thưa quý vị, trong sự điếp toán hôm nay chắc không tránh khỏi nhiều điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn luôn được mạnh khỏe và được vạn sự an lành. Xin thành thật cảm ơn.